Sóng Hàng Nhiệt Độ Địa xin chào cả nhà. Em tiếp tục lên sóng 3 chiếc máy lọc không khí Saab. 3 con máy công suất khá lớn, giá thì bình dân, phục vụ các bác máy dùng lọc rất hiệu quả các bác nhé. Những cái con máy Saab này giá rất là tốt, có ion khử khuẩn, đầy đủ tính năng, dễ sử dụng chắc chắn. Đấy. 3 con này về hình thức thì em đều làm đẹp hết rồi. Về bên em đã làm đẹp spa, cả 3 con đều có hình thức xem như nhau, tương tự nhau thôi. Đây. Ba con đều có hình thức như nhau, các cái giao diện này rất là đẹp, ion khử khuẩn, công nghệ plasma, báo độ ẩm. Đây. Đây. Ba con em để từ số 1, 2, 3. Ba con này thì các bác dùng cho phòng khoảng 30m² đổ lại, công suất của nó là 44W coi nhé. Đấy, các bác dùng cho phòng khoảng 30m² đổ lại. Đấy. Về phần màng lọc thì cả ba con này khi các bác mua thì bên em đều thay mới. Điện thì đấu điện 220V sẵn rồi. Các bác cắm thẳng điện lưới Việt Nam. Đấy. Khu vực bình nước bùa ẩm các bác nhé. Máy đầy đủ tính năng lọc không khí bùa ẩm đầy đủ hết nhé. Đấy. Mang tàu ẩm bên trong. Đây. Mang tàu ẩm bên trong các thứ nữa nhé. Còn khá là đẹp này. Các bác yên tâm, tất cả các cái nào mà không đủ tiêu chuẩn là bên em sẽ thay, chứ không lo gì về vấn đề là màng không đủ tiêu chuẩn. Cả ba con này bên em bán là 2,2 triệu, giá rất là rẻ thôi, bình dân, đấu điện 220V rồi, tặng màng HEPA mới, màng HEPA mới tinh các bác sát. Các bác về chỉ cắm điện là chạy thôi, không phải làm cái gì nữa cả. Đấy. Giá 2,2 triệu, siêu phí vận chuyển, tặng kèm đồ nguồn, đi theo màng lọc mới. Các bác nào có nhu cầu sử dụng cho gia đình nhà mình, một con máy lọc không khí bù ẩm khử mùi của Saab giá bình dân, các bác liên hệ nhé. Chào các bác.